Phần thứ hai là 6 chữ P. 6 chữ P thì dễ rồi đúng không? Chữ P đầu tiên là product, sản phẩm dịch vụ. Ai chả biết P đầu tiên là sản phẩm dịch vụ. Nhưng ở chữ P đầu tiên này doanh nghiệp phải làm gì? Chữ P đầu tiên trong marketing 6P có phải là doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm không? Nó có. Nó đề cập trong phần thứ nhất của mô hình kinh doanh. Đó là chọn sản phẩm dịch vụ và chọn phân khúc khách hàng. Nhưng hôm nay chúng ta phải đào sâu hơn một chút nữa là ở cái thành tố số 1, tức là P số 1 của 6P này, đề cập đến sản phẩm dịch vụ. Ở góc độ triển khai marketing, kinh doanh, bán hàng thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Ai có đề xuất không? Chúng ta phải làm gì ở cái phần này đây? Ai chẳng biết, ví dụ em làm nội thất, em làm cửa nhựa, thì sản phẩm của em là nội thất, là cửa nhựa. Nhưng ở góc độ của tổ chức bán hàng và làm marketing thì chúng ta phải làm những chuyện sau đây. Một là chúng ta mô tả sản phẩm dịch vụ. Công ty mình mô tả chưa? Có. Có tài liệu, tờ rơi, tờ gấp. Nhưng có vẻ chúng ta làm nó khá dập khuôn. Nó khá na ná giống với những bản thiết kế của các công ty khác. Vì chúng ta thường có xu hướng đi thuê thiết kế làm cái đó. Vậy thì để có được một bản thiết kế tốt, để có được một thông điệp truyền thông tốt, để hút khách, để ăn khách, thì chúng ta phải bắt đầu làm một cái việc mô tả sản phẩm dịch vụ 3 lớp. Lớp thứ nhất là chúng ta đề cập đến giá trị lõi của sản phẩm dịch vụ. Lớp thứ hai là giá trị thực, hay còn gọi là giá trị kỳ vọng. Và lớp thứ ba là giá trị gia tăng. Đấy, mô tả sản phẩm dịch vụ. Một bản tài liệu mô tả sản phẩm dịch vụ, các bạn lập nó thành 3 phần. Phần thứ nhất, giá trị lõi của sản phẩm là gì? Nhưng trong cạnh tranh ngày nay, thằng nào cũng có khả năng làm được cái lõi này. Gần như thằng nào cũng có khả năng làm được. Vậy sự cạnh tranh nó nằm nhiều ở đây. Giá trị thực và giá trị gia tăng. Giá trị thực này nó đánh vào cái gì ạ? Nó đề cập đến công nghệ và nguyên liệu cấu thành. Quy trình công nghệ làm ra sản phẩm đó. Và cái nguyên liệu hoặc xuất xứ cấu thành nên sản phẩm dịch vụ đó, người ta gọi là giá trị thực. Cùng là cái bàn, nhưng mà gỗ xịn thì nó hơn nhau ở chỗ này. Chứ bàn nào chả để ngồi, có phải không? Nhưng nó hơn nhau ở chỗ này. Thế còn giá trị gia tăng, hay còn gọi là giá trị phái sinh, là dùng sản phẩm dịch vụ của người ta, của mình, khách hàng đạt thêm được lợi ích gì nữa. Tổng kết lại 3 phần giá trị này, chúng ta bắt buộc phải chỉ ra từ 3 đến 5 cái thứ người ta gọi là selling point. Còn kinh khủng hơn nữa là bạn được cái, đạt được cái gọi là unique selling point. Selling point này là gì ạ? Các điểm nhấn giá trị để thúc đẩy khách hàng lựa chọn sản phẩm của ta thay vì lựa chọn chỗ khác, sản phẩm khác. Cái đó là selling point. Giống như một em gái, đúng không? Bây giờ đang mót đi tìm người yêu. Anh ơi, selling point của em là một là da trắng tóc dài, hai là nấu ăn rất ngon, và ba là hát rất hay, ví dụ vậy. Thì đấy là selling point, rõ chưa? Thì mô tả như vậy để chúng ta dễ có cái hình dung. Thì đấy là ở góc độ truyền thông và bán hàng nhé. Ở góc độ truyền thông và bán hàng thôi. Chúng ta xác định sản phẩm dịch vụ xong thì mô tả sản phẩm dịch vụ 3 lớp. Rồi gì ạ? Giá bán của nó, vân vân. Vừa rồi thầy đã dành thời gian để trình bày với mọi người về 4 chữ C và 1 chữ P. 4 chữ C liền.
cộng với lại một chữ P. Chữ P này là product. Bốn chữ C này lần lượt là khách hàng, sự tiện lợi, chi phí và truyền thông. Thì mọi người có phát hiện ra là tại sao tôi trình bày xong 4C và 1P thì tôi dừng lại? Và bây giờ chúng ta mới bàn tiếp đến 5 chữ P tiếp theo. Có ai phát hiện được ra không? Ý đồ chỗ này là gì đây? Nhớ cho tôi này, 4C cộng 1P này nó giúp cho doanh nghiệp nó hình thành một cái vị thế kinh doanh. Hình thành cái vị thế kinh doanh hay còn gọi là vị thế cạnh tranh. Đừng tủn mủn mà chỉ cạnh tranh bằng giá, bằng các tiểu thuật thủ thuật, bằng công nợ, mà người ta phải cạnh tranh bằng cả một vị thế kinh doanh. Mà một vị thế kinh doanh thì nó không đơn giản là câu chuyện của truyền thông quảng cáo. Còn lâu mới đến cái đoạn truyền thông quảng cáo anh chị. Cái thế nó vững, nó khắc giữ cho doanh nghiệp vững. Cái thế của doanh nghiệp nó ổn, nó khắc giúp đẩy được hàng. Cho nên chúng ta thấy không, có những sản phẩm dịch vụ truyền thống nhiều năm nay người ta kinh doanh được mấy chục năm. Họ làm truyền thông quảng cáo cũng bình thường mà, nhưng mà khách kéo đến ùn ùn đuổi đi không hết. Đó là cái gì? À, đó là cái vị thế kinh doanh đó. Đó là niềm tin thương hiệu. Đó là cam kết thương hiệu. Chứ nó không đơn giản là câu chuyện là làm những thứ bề ngoài mà chiếm lĩnh được thị trường. Thế thì mọi nỗ lực trong hoạt động marketing nhé, để xác lập nên vị thế cạnh tranh hoặc vị thế kinh doanh này, nó nằm ở 4 chữ C và 1 chữ P. Còn nếu bạn giỏi hơn nữa thì bạn phải biến cái vị thế này lên một cái vị trí người ta gọi là khác biệt. Nếu nói đầy đủ thì mọi nỗ lực và hành động của doanh nghiệp đánh vào 4 chữ C và 1 chữ P này là nhằm xác lập một vị thế kinh doanh khác biệt. À, đây chính là key của vấn đề. Để hôm nay chúng ta trả lời cho bạn được cái chữ khác biệt mà người ta nhắc đến là khác biệt cái gì? Khác biệt bằng 4C và khác biệt bằng 1P. Nhưng bây giờ phải hiểu nội hàm của khác biệt là gì? Thế nào là khác biệt? Tôi làm khác nó có phải là khác biệt không? Tôi làm khác nó, chẳng qua tôi làm khác nó, tôi làm khác thị trường, tôi làm khác đối thủ. Có thể là khác biệt và có thể là dị biệt. Khác biệt hay là khác chỗ tụi nó không quan tâm. Điều quan tâm là khách hàng có đồng ý trả tiền cho sự khác biệt đó không? Trả tiền xong rồi thì có happy với cái đó không? Có trở lại hay không? Mọi nỗ lực trong kinh doanh là cố gắng giữ chân khách và làm cho khách trở lại, điều đó mới quý. Chứ còn khách mua xong một lần biến không quan trọng. Chúng ta phải cắt nghĩa tiếp. Khác biệt là thế nào? Tận cùng của khác biệt là tôi tốt hơn tôi. Ngày hôm qua, anh chị ạ, với một con người chúng ta cũng thế, với một công ty cũng thế, với một ngành hàng cũng thế, sự khác biệt tận cùng ở đây là tôi đang tốt hơn chính tôi của ngày hôm qua. Sản phẩm của tôi tốt hơn chính sản phẩm của tôi trong tháng trước, trong quý trước, trong năm trước. Tốc độ tôi phục vụ trong năm nay nhanh hơn của chính tôi trong tháng trước, quý trước và năm trước. Hồ sơ thủ tục bán của tôi trong cái hôm nay tốt hơn tháng trước, quý trước và năm trước. Quy trình triển khai hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật của chính tôi tốt hơn tháng trước, quý trước, năm trước. Vậy cái đó mới được hiểu là khác biệt. Thế thì câu chuyện ở đây là lời khuyên chúng ta quay về bên trong. Quay về bên trong. Vì những thứ ẩn giấu nó ở bên trong chứ nó không ở bên ngoài. Chúng ta phải quay về bên trong. Để cứ nỗ lực làm thật tốt cái thứ của chính mình làm. Làm tốt hơn cái thứ mà chính mình làm. Và đó là con đường nhanh nhất các bạn đạt đến cái sự khác biệt. Quay về bên trong ở đây là quay về sản phẩm dịch vụ, về kênh truyền thông,
về thông điệp sản truyền thông, về kaizen sản phẩm, về quy trình bán, về mọi thứ quay về bên trong. Và tập trung vào đánh thì 4C và 1P này, nó khác tạo nên một vị thế và khác biệt. Thì đó là bản chất sâu sắc nhất của khác biệt. Chứ không phải đi tìm xem nó làm như thế nào và mình làm khác đi. Làm khác đi chưa chắc khách hàng trả tiền. Làm khác đi chỉ là khác nó mà thôi. Đó. Thì đây là cái thông điệp đầu giờ thứ nhất. Trước khi thầy trình bày tiếp đến cho mọi người 5 chữ P còn lại. Vậy thì 4 chữ C đầu tiên và 1 chữ P đầu tiên này, nó hình thành nên vị thế, thì 5P tiếp theo. Đó, tiếp theo là nhắm đến gì ạ? À, thực thi và hành động. Thực thi và hành động. Có vị thế rồi, có sản phẩm rồi, có kênh rồi, có thông điệp rồi, có nguồn lực rồi, thì bây giờ phải tiến hành thực thi và hành động. Việc thực thi và hành động này nó bắt đầu bởi chữ P số 2. Đó là đội ngũ bán. Hay còn gọi là nhân sự bán. Ở cái yếu tố đội ngũ bán và nhân sự bán này, chúng ta phải làm những việc gì? Việc một phải làm, kia kìa, tổ chức đội ngũ kinh doanh. Hay còn gọi là tổ chức phòng kinh doanh. Một là tổ chức phòng kinh doanh. Việc số 2 là đào tạo để hình thành nên được văn hóa phục vụ. Văn hóa phục vụ của cái đội ngũ bán này. Cái việc số 3 phải làm cái kìa. À, đó là chính sách lương thưởng. Thứ tư là phát triển đội ngũ. Và bước cao cuối cùng, đó là tiêu chuẩn hóa đội ngũ. Bây giờ thầy sẽ giải thích từng yếu tố một. Thứ nhất, nói về tổ chức phòng kinh doanh thì chúng ta hay đồng nghĩa nó, chữ kinh doanh với bán hàng. Nhưng thực chất thì phạm trù kinh doanh nó rộng lớn hơn bán hàng. Nếu hiểu một cách đầy đủ thì cái từ kinh doanh nó bao hàm cả việc tìm kiếm và xác lập nguồn cung, rồi truyền thông quảng cáo, rồi bán, rồi dịch vụ khách hàng, rồi chăm sóc khách hàng. Nó rộng hơn rất nhiều so với bán hàng. Nhưng mà thôi, theo thông lệ thị trường, các doanh nghiệp của chúng ta thường gọi cái phòng mà có cái trách nhiệm bán hàng đi, chúng ta hay gọi là phòng kinh doanh, phải không? Cái nhóm mà thực hiện cái phận sự về truyền thông quảng cáo thì chúng ta hay gọi là cái phòng marketing. Nhưng nội hàm thực chất thì họ chỉ làm gì? Truyền thông quảng cáo mà thôi. Còn ở những công ty lớn hơn, những công ty toàn cầu, người ta cho thực hiện marketing hoàn toàn khác với cách thức của chúng ta. Phòng marketing hoặc giám đốc marketing của họ đủ quyền để quyết định rằng kinh doanh sản phẩm gì và đập chết sản phẩm gì. Nhưng ở doanh nghiệp của chúng ta không có mùa xuân đó. Vì mùa xuân đó ai quyết ạ? Giám đốc quyết rồi. Hội đồng thành viên, hội đồng quản trị quyết rồi. Có đúng không? Một hoạt động marketing đầy đủ, nó không những có cái quyền quyết định bán sản phẩm gì, mà nó quyết định luôn bán ở thị trường nào. Và trách nhiệm của nó là phải xây dựng bằng được bán với giá nào. Vậy thì nếu như không thực hiện đầy đủ cái đó, nên gọi nó chính xác là bộ phận hoặc phòng truyền thông quảng cáo. Còn cái đội bán hàng thì gọi nó là phòng hoặc bộ phận bán hàng. Nếu như có dịch vụ giao lắp kỹ thuật thì gọi là phòng hoặc bộ phận dịch vụ kỹ thuật.
Thế còn một khía cạnh nữa thuộc về kinh doanh và bán hàng là gì? Là chăm sóc khách hàng. Ngày xưa khi mới chuyển đổi sang cơ chế mới, sang vận hành theo kinh tế thị trường, thì rất nhiều doanh nghiệp thiết lập một cái phòng gọi là phòng chăm sóc khách hàng riêng biệt. Ngồi riêng ra một chỗ, không tiếp xúc khách hàng, không am hiểu nhiều về sản phẩm dịch vụ. Chỉ làm một cái việc là gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm sức khỏe, tặng quà, hoặc là check một số cái thông tin khảo sát. Với cách tổ chức như vậy, tôi cho rằng nó không còn phù hợp trong bối cảnh ngày nay. Vậy thì cái bối cảnh ngày nay nó đòi hỏi hoạt động bán hàng, truyền thông quảng cáo nó phải thế nào? Nó phải ở hai chữ thôi anh chị. Phải ở hai chữ thôi. Cái đội ngũ này này, nó chỉ làm hai cái chữ quan trọng nhất, đó là chăm sóc, chăm sóc và tạo trải nghiệm, có thế thôi. Chăm sóc và tạo trải nghiệm khách hàng. Ví dụ, nếu chúng ta căn theo cái hành trình khách hàng, nó có bước số 1, bước 2, bước 3, đến bước thứ N đi. Thì ở mọi cái bước này, nó đều đòi hỏi chăm sóc và đạt được trải nghiệm tốt cho khách hàng. Cho nên, cái vai trò rất lớn của cái đội ngũ bán này là xây dựng và chăm sóc khách hàng, phát triển khách hàng, xây dựng mối quan hệ khách hàng và chăm sóc. Ngay cả khi với doanh nghiệp bán GT và bán B2B, đòi nợ cũng đặt ra vấn đề là phải chăm sóc để đòi nợ. Chứ không phải nhăm nhăm đến là mặt hùng hổ, nói lời khó nghe để đòi nợ đâu. Bởi vì bản chất của câu chuyện công nợ, nó trả vì nó muốn trả. Chứ còn một khi nó không muốn trả, bạn làm cách nào nó cũng không trả. Cái key lớn nhất của đòi nợ, nó nằm ở cái chỗ là gì ạ? Thái độ trả nợ của khách. Cho nên, đây này, mọi bước, mọi khâu trong bán hàng bây giờ đều phải gắn với chữ chăm sóc. Ví dụ, chỗ này gọi là chăm sóc khách hàng bước 1. Chẳng hạn, trên website của chúng ta có một thông tin inbox, có một cái form, có một cái cuộc gọi về số hotline. Thì ở bước đó ai chăm sóc? Chăm sóc thế nào? Chăm sóc trong bao lâu? Chăm sóc xong thì chuyển sang bước 2. Bước 2 phải chăm sóc thế nào? Chăm sóc trong bao lâu? Bằng biểu mẫu gì? Với thông tin gì và thông điệp nào? Vân vân. Thì đấy, nó xuyên suốt như thế này. Điều đó để thầy muốn quay lại để khuyên các công ty rằng không nên thiết lập bộ phận chăm sóc khách hàng riêng biệt, mà hãy đặt ra là từ nhân viên truyền thông quảng cáo đến nhân viên bán hàng, nhân viên dịch vụ kỹ thuật hoặc chăm sóc sau bán đều có phận sự chăm sóc như nhau, nhưng với các kịch bản và chương trình chăm sóc khác nhau. Rõ chưa? Vậy thì từ những phân tích đó, nói về đội ngũ bán, bây giờ đi đến kết luận phải tổ chức phòng kinh doanh như thế nào, thì lời khuyên chúng ta tích hợp lại giúp tôi. Tích hợp lại đó là phòng kinh doanh. Trong đó có các bộ phận nhóm nho nhỏ. Nhóm thứ nhất gọi là nhóm bán. Nhóm thứ hai là nhóm truyền thông. Và nhóm thứ ba là các nhóm khác. Nhóm khác ở đây với những doanh nghiệp cần phải giao lắp, đó chính là nhóm dịch vụ kỹ thuật. Nếu chúng ta cần phải check và hỗ trợ khách hàng sau khi họ mua, thì đó là nhóm gì ạ? Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau mua. Đặt cái tên cho nó đúng, để từ đó mô tả được chức năng nhiệm vụ và phân công công việc cho họ, cho nó tưởng mình. Vì nếu không, xin thưa với các anh chị, người ta sẽ hiểu lầm là bán là việc của tao, nhưng truyền thông quảng cáo là việc của mày. Khách hàng kêu ca là phận sự của thằng chăm sóc khách hàng chứ không phải của em. Công của em lớn nhất là mang doanh số về nuôi công ty rồi còn đòi hỏi gì nữa. Tư duy như vậy, xin thưa các anh chị, đuổi liền giúp tôi nhé. Người có tư duy như vậy không thể làm kinh doanh được. Mà cái tư duy ở đây, cái tố chất nó phải sâu đến mức là tất cả đều phải thấm nhuần cái văn hóa phục vụ khách hàng.
phải coi phục vụ là vinh quang. Và tôi biết, ở trong khu vực phía Nam này, các anh chị làm điều này khá tốt. Đó chính là tư duy của business. Còn miền Bắc, đôi khi nó bị ảnh hưởng bởi văn hóa, bởi truyền thống lâu đời. Có những khi người ta đánh đồng giữa chuyện phục vụ với sự thấp hèn. Ai đó đi làm phục vụ, ai đó phải phục vụ ai. Người ta không xem đó là sự hiến tặng. Người ta coi đó là sự phục dịch, là sự thấp kém hơn. Vì cái tâm lý rào cản của văn hóa như thế. Nó lý giải tại sao dịch vụ ở miền Bắc tệ hơn miền Nam. Nhưng cho đến thời điểm này thì nó cũng dần dần thay đổi. Nhưng quá trình thay đổi còn lâu. Bởi vì đó là hệ tư tưởng, chứ nó không đơn giản chỉ là chuyện của kỹ năng. Người ta có thể có kỹ năng tốt, có các tiểu xảo tốt, nhưng hệ tư tưởng họ không thay đổi hoặc họ chưa kịp thay đổi, thì nó sẽ bộc lộ ra ngoài bằng lời nói và hành động. Nó chưa hoàn toàn được ngọt ngào một cách chân thành và sâu sắc. Chính vì vậy nghe nó không cảm. Đấy là lý do cũng vì sao thầy đặt phần lớn các bộ phận và nhân sự làm việc ở trong hệ sinh thái của thầy tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì tôi thích cái nơi này lắm. Thì đấy anh chị ạ. Nhá. Vậy thì lời khuyên số 1, cái key số 1 này là nên tích hợp lại. Nếu chúng ta thiết lập là phòng kinh doanh thì trong phòng đó có nhóm truyền thông quảng cáo, có nhóm gì ạ, bán hàng. Đơn vị nào làm thầu thì trong đó có luôn cả gì ạ, hồ sơ dự thầu, thì cũng nằm trong cái phòng này. Đấy. Thế còn hoặc là thiết kế cơ bản thì nó cũng nằm trong cái phòng kinh doanh này. Cái này là nhiều đơn vị làm thầu, làm dự án sai lầm. Khi mà tách cái đám làm dự thầu, làm thiết kế cơ bản cho một dự án sang phòng kỹ thuật nằm riêng biệt hẳn với khối kinh doanh. Thế là khối đi bán hàng nó sale ấy, là nó rất nông. Nó không có sự hỗ trợ của kỹ thuật. Nó không hỗ trợ của cái nhóm chuyên làm thầu. Thành ra gì ạ? Cái việc duy nhất nó có thể làm được là tiếp xúc, gặp gỡ và chào bán, chứ không thể hiện được một cái vai trò tư vấn sâu. Cho nên thời thế ngày nay là bán hàng dựa trên gì ạ? Sự ảnh hưởng của cả một đội ngũ bán nên quyết định mua của khách, chứ không phải chỉ bằng ba cái lời gọi là thuyết giáo nhẹ nhẹ ở bên ngoài được. Phải dùng kiến thức sâu sắc để mà truyền thông giáo huấn, tạo ảnh hưởng đến quyết định mua của khách. Làm được thế mới được. Thì đó là cái câu chuyện mà tổ chức phòng kinh doanh. Hình thành văn hóa này, thì tôi xin thưa cái này dễ thôi. Chỉ cần chủ doanh nghiệp có một cái tâm thế, là tâm thế kinh doanh cống hiến, kinh doanh phục vụ, kiến tạo giá trị, thì trước sau gì các anh cũng lan tỏa được cái năng lượng đấy sang cho đội ngũ bán của mình. Họ sẽ bán hàng với tâm thế là gì? Với một cái văn hóa phục vụ sâu sắc. Khóa học CEO thực chiến phiên bản thứ 5 dành cho giám đốc, chủ doanh nghiệp. Lần đầu tiên tại Việt Nam, mô hình kim cương với 9 thành tố định hình một công ty có môi trường tốt, phát triển bền vững được đưa vào đào tạo và huấn luyện cho đối tượng doanh nhân cùng nhân sự cấp trung trong doanh nghiệp. Khóa học được biên tập thành 5 hợp phần đồng bộ, từ chiến lược, tổ chức, lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp đến các bước xây dựng và ứng dụng hệ thống quản trị vận hành công ty tinh gọn, bài bản, hướng tới chuyển đổi số toàn diện, giải phóng lãnh đạo, tạo không gian phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ nhân sự cấp trung, tối ưu hóa tổ chức vận hành cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững. Tài liệu và biểu mẫu ứng dụng được thiết kế đơn giản, cô đọng, đảm bảo yếu tố chuyên môn, áp dụng đầy đủ các công cụ quản trị như OPS, BSC, KPI, Marketing 4C và 6P, OGSM, v.v. CEO thực chiến phiên bản 5, học trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, đồng thời phát hành phiên bản online trên giamdoc.net sẽ là nguồn cơ sở học liệu quý cho doanh nhân Việt Nam tham khảo, học tập và triển khai ứng dụng dài hạn. Đây là thành quả nghiên cứu, tổng hợp và biên tập của chuyên gia Vũ Long, đã được kiểm chứng ứng dụng thành công tại hàng ngàn doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, quy mô, hình thức pháp lý. Hãy đăng ký ngay hôm nay để học trực tiếp, học trực tuyến, học online chủ động trên mọi thiết bị, giao lưu kết nối kinh doanh với cộng đồng doanh nhân có tư tưởng lãnh đạo, quản trị cấp tiến, hướng tới kinh doanh tử tế và bền vững.
cùng đồng hành với học viên trong khóa học, công ty công nghệ Bitso 24 sẽ hỗ trợ, cung cấp công cụ phần mềm giúp các công ty hoạch định thành công mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, lập kế hoạch tài chính kinh doanh, xây dựng cơ chế chính sách về bán hàng, tài chính, nhân sự một cách đồng bộ, trên cùng một nền tảng tích hợp, từ đó triển khai ứng dụng liền tay, nâng tầm doanh nghiệp, chuyển đổi số thành công. Liên hệ ngay số hotline 0888 783 881.